cá mồi bà con, cá mồi, cá mồi mồi. Cá mồi là loại cá rất hiền thịt, dễ ăn, nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà những người có bệnh thế này, ăn vô bệnh càng nặng thêm, lâu khỏi bệnh, lâu hết bệnh. Đó là những người có bệnh thận, người có bệnh gút, tiêu hóa, dị ứng với cá, người bị gan, rối loạn chức năng máu, sơ gan, bệnh lao, xương khớp. Đó, những người này ăn cá mồi vô thì bệnh nặng thêm, lâu bớt, lâu khỏi bệnh. Cho nên những người có thế này không ăn được. Đó là người có bệnh thận, người có bệnh gút, người có tiêu hóa bệnh, người có dị ứng bệnh, người với người cá người bị gan, rối loạn chức năng máu, sơ gan, bệnh lao, xương khớp. Ăn cá mồi vào thì bệnh càng nặng thêm. Cho nên bà con ta chú ý, ngoài những người đó thì cá mồi nó tốt cho sức khỏe, nó làm cải thiện, làm đẹp da và mái tóc, tốt cho người có huyết áp cao, tiểu đường, vận động cơ bắp nhiều và nặng nhọc, rối loạn tâm trạng, giảm cân, trầm cảm, vô sinh. Wow, tốt quá, tốt quá, tốt quá. Ngăn ngừa được ung thư. Rồi, ta nấu, ta ăn như các loại cá khác, nhưng ăn 5 ngày, phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Còn nấu ăn thì bình thường như các loại cá khác. Rồi, chúc bà con ta ăn cá mồi, vui, vẻ, mạnh khỏe. Xin chào bà con nha. Xin chào.